Netizen Trung Quốc bất ngờ với mâm cỗ cưới nổi Việt Nam như thế nào? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Tiệc cưới ở Việt Nam, do mình ăn khá nhiều nên chọn bàn có con gái ngồi ăn cùng". Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc, nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Đây hẳn là miền Bắc Việt Nam. Tôi chưa bao giờ ăn nhiều món như vậy trong tiệc cưới ở miền Nam. Họ luôn phục vụ hết đĩa này đến đĩa khác, tổng cộng chỉ có 6 món, khẩu phần cũng không nhiều. Khi ra Bắc ăn, thường có 7-8 món nguội và 7-8 món nóng. Tôi không thể ăn hết và các món mặn đều là món thịt. Chủ yếu là thịt lợn, thịt bò, cừu, gà và cá. Chúng tôi cũng có rất nhiều món ăn ở Quảng Tây. Hồi tôi lấy chồng chưa có món này, đây là tỉnh nào ở Việt Nam? Đây là tỉnh Quảng Ninh gần Quảng Tây. Thoạt nhìn, thịt nhiều gần như ngang hàng với Đông Hưng. Và một số người trong số họ có thể nói được tiếng bản địa. Nếu bạn không nói với tôi nghĩ đây là một bữa tiệc ở Quảng Tây. Nhìn xem, họ trông giống Quảng Đông và Quảng Tây, và chúng ta cũng ăn những thứ tương tự. Người dân họ mong giải phóng những người anh em ở Quảng Đông và Quảng Tây. Việt Nam vốn đi cùng con đường với chúng ta. Bữa tiệc này ở quận nào? Ngoài ra còn có thịt lợn kho, tôi đã ăn ở nhiều tiệc cưới và chưa bao giờ thấy món nào như thế này. Đây là Việt Nam mà. Tôi chưa bao giờ đến đó. Bữa tiệc của chúng tôi ở miền Bắc rất đơn giản. Có một chai coca cho mỗi người. Chúng tôi khác với Việt Nam, họ phù hợp hơn với ẩm thực Quảng Tây. Miền Bắc có gần Quảng Tây không? Việt Nam có phân thành miền Đông Bắc như Trung Quốc không? Chắc là như vậy. Tôi nghe họ nói chia thành miền Nam, miền Trung và miền Bắc. Chúng tôi không hiểu mọi người phân biệt như thế nào, và chúng tôi chưa bao giờ đến Việt Nam. Chúng tôi chỉ đến cảng Đông Hưng. Đây là món thịt kho tộ Quảng Tây. Họ là người Việt mà. Việt Nam cũng bắt chước Hàn Quốc sao? Chi phí bàn ăn như sau. Súp gà chả là đỏ 100 tệ, đậu phộng có vỏ 20 tệ, mực ống giòn 150 tệ, bụng lợn 100 tệ, hạt điều run cắt 150 tệ, cá vược hấp với da vàng 80 tệ, thịt bò xào với ớt đỏ 90 tệ, tôm luộc, bát cơm 100 tệ, miến xào 15 tệ, gà 15 tệ, đồ uống 20 tệ và đồ uống 30 tệ. Có ai nghĩ là giống tôi không? Có thịt ba chỉ ở đó không? Tôi cũng nghĩ có. Chúng ta từng sống cùng một khu vực, nhưng sau này họ chia tay, nhưng những điều truyền thống tốt đẹp nhất định sẽ được truyền lại. Tại sao nó trông giống bữa tiệc của chúng tôi ở Quảng Đông và Quảng Tây đến vậy? Đó từng là lãnh thổ của chúng ta. Tổ tiên của họ đều đã rời bỏ Trung Quốc, chỉ có thể nói là đáng tiếc. Không có gì sai khi mọi người theo đuổi sự phát triển tốt đẹp. Nếu chúng ta là một nước phát triển, họ đương nhiên sẽ yêu mến chúng ta. Tại sao tôi ăn nhiều tiệc cưới của người Việt nhưng lại không ngon bằng bữa tiệc này? Không đời nào như vậy. Hôm nay người yêu kết hôn mà không cãi nhau à? Bữa tiệc ở Việt Nam ngon hơn ở Lào. Tại sao chúng ta lại nói về đồ ăn mà không ai nói về con gái nhỉ? Ở đó có rất nhiều món ăn. Khi tôi cưới, chỉ có 5 món ăn, nhưng các món ăn tương đối lớn và các món nóng cũng nhiều. Việt Nam quá giàu rồi. Giàu có thì sẽ thêm tô đậu xanh gạo nếp. Bàn ăn này cũng khá phong phú. Điều này tốt hơn nhiều so với tiệc cưới tôi ăn ngày hôm qua. Việt Nam cũng có thịt ba chỉ nhỉ. Vì họ ở gần Quảng Tây, vì thế việc ăn uống cũng khá giống nhau. Điều kiện sống ở Việt Nam khá ổn. Người Việt Nam cũng ăn thịt sao, họ đều tương tự như chúng ta. Có vẻ như Việt Nam cũng đã học được cách làm món thịt kho Quảng Tây. Việt Nam là một nước phát triển rồi. Quận Dinh Si, Nam Ninh đều là những quận tiếp giáp với Việt Nam. Tôi là người Dinh Si nên không có hứng thú với Việt Nam, con người Việt Nam và ẩm thực Việt Nam. Cuộc chiến tranh chống Việt Nam, Dinh Si đã chiến đấu và kết quả thật là bi thảm. Có phải ở Việt Nam người ta ngồi ăn dưới sàn không? Tôi còn tưởng đây là Quảng Đông nữa. Tôi thì có cảm giác như bữa tiệc của chúng tôi ở Quảng Tây. Tại sao không bốc đồ ăn bằng tay của bạn? Việt Nam dùng đũa và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Trung Quốc chứ không phải Myanmar, Thái Lan hay Campuchia. Ai nói với bạn rằng Việt Nam ăn bằng tay? Gà ở Hà Nội, Việt Nam cứng hơn gà ở Quảng Tây và Quảng Đông. Thịt và xương dính liền với nhau. Những cái đó Quảng Tây gần như giống nhau. Có sự khác biệt lớn, giống như thịt và tôm. Tôi cũng tưởng đó là Quảng Tây. Người Việt Nam, Quảng Đông và Quảng Tây lẽ ra phải là một gia đình trong 3 thế hệ. Lúc đầu tôi muốn bác bỏ nó, nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn, nó thực sự trông giống như vậy. Đặc biệt, một số món ăn trên bàn thực tế giống hệt nhau. Miền Bắc Việt Nam và Quảng Đông, Quảng Tây đều có nguồn gốc từ cùng một dân tộc. Hơn 3 thế hệ, đó là sự thật cách đây hơn 2.000 năm. Bất cứ ai am hiểu lịch sử đều biết rằng Bách Việt. Điều tương tự cũng xảy ra với Vân Nam và Myanmar.
Việt Nam thực sự làm theo Trung Quốc trong mọi việc. Họ có ăn thịt chuột không? Đây có phải là đặc sản của Quảng Đông không? Đồ ăn Việt Nam ngon hơn nhiều nơi ở Trung Quốc. Món ăn Việt Nam cũng giống món ăn Trung Quốc nữa. Việt Nam cũng phục vụ đồ ăn trên bàn, tôi tưởng họ ngồi dưới sàn ăn. Chỉ có miền Nam là ăn trên sàn, miền Bắc cũng như chúng ta. Bạn không ăn trên mặt đất ở Việt Nam sao? Đó là Nam Việt Nam, Bắc Việt chịu ảnh hưởng của Trung Quốc nhiều hơn. Đồ ăn có phần hào phóng. Người Việt Nam khá có năng lực. Việt Nam cũng có thịt kho à? Món thịt kho Quảng Tây bị lén sao chép từ xưa. Bạn có chắc chắn đây không phải là biên giới Việt Nam không? Chắc hẳn là người miền Bắc Việt Nam và các món ăn cũng giống hệt Quảng Tây. Các phần ăn quá lớn nên tôi không thể ăn hết. Các món ăn cũng tương tự như ở Quảng Tây nhưng cách nêm nếm có chút khác biệt. Nhìn xem, thịt trên đĩa đó ngon hơn nhiều so với bữa tiệc ở miền Bắc nước ta. Trả lời thống nhất cho mọi người nhé, quán này nằm ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, gần thành phố Đông Hưng, Quảng Tây nên đồ ăn rất giống, không phải Quảng Tây, nhìn lon Coca là biết. Có vẻ như bạn không thể uống rượu ở Việt Nam. Cuối cùng, họ không phải ngồi dưới sàn để ăn. Đây là bữa tiệc cưới nên ngồi trên bàn. Nếu bạn không nói với tôi đã nghĩ rằng tất cả các cô gái ở bàn này đều là người Quảng Tây. Bữa tiệc Việt Nam tôi tham dự không quá xa hoa. Nó rất giống với món ăn Quảng Đông. Tôi thích ăn chả giò. Ghét nước mắm. Việt Nam không làm ghế ăn à? Miền Bắc gần Quảng Tây, còn miền Nam Việt Nam hoàn toàn khác với món ăn này. Đây là một bữa tiệc Quảng Tây. Anh ơi, bạn đến từ Việt Nam sao, miền Nam hay miền Bắc? Bạn có quen ở Thanh Hóa không? Bàn này ngon hơn nhiều so với bàn tiệc ở quê tôi. Việt Nam có thịt kho giống Quảng Tây. Tôi không tin bàn tiệc của người Việt lại có nhiều món đến vậy. Vâng, ở Việt Nam không có nhiều món ăn như vậy, nói chung chỉ cần một đĩa thịt heo, một đĩa rau muống xào trong bữa tiệc đã là cao cấp rồi. Thật sao? Tiệc cưới tôi đã ăn ở Việt Nam đây. Món gà luộc này rất giống Quảng Đông. Bạn không nói đây là Việt Nam, tôi tưởng là Quảng Đông. Ở Việt Nam không phải đều ngồi ăn cơm sao? Tại sao lại giống Quảng Tây đến thế? Việt Nam là người anh em thất lạc của Quảng Đông và Quảng Tây. Tôi đã yêu đĩa tôm đỏ đó rồi. Tình hình tài chính của Việt Nam đã được cải thiện trong vài năm qua và người dân cũng được ăn uống đầy đủ. Các món ăn tương tự như bữa tiệc phòng thành cảng bao gồm thịt lợn om, thịt gà băm nhỏ, súp gà, giun cát hạt điều chiên, da sứa lạnh, tôm và cá chẽm hấp. Việt Nam đã có những tiến bộ nhanh chóng về mọi mặt. Chúc mừng Việt Nam! Nó đã vượt qua Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu. Về Việt Nam nhất định phải uống Coca-Cola đá và học cách ăn cỏ. Người Trung Quốc ở đó không biết rằng họ ăn xà lách, rau mùi và bạc hà mỗi ngày. Họ giàu hơn nhiều so với Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên và những nơi khác. Phiên bản tiêu chuẩn của món thịt lợn kho muối cũng tương tự như món chúng tôi có ở đây. Chứng tỏ Việt Nam giàu có. Việt Nam đã làm rất tốt ở Đông Nam Á, các nước khác cũng không thể ngồi yên. Nhìn chung, các bình luận của cư dân mạng Trung Quốc về đám cưới và ẩm thực Việt Nam cho thấy sự tôn trọng và có phần ngạc nhiên trước sự phát triển kinh tế, cũng như văn hóa ẩm thực phong phú của Việt Nam. Một số điểm chính có thể rút ra từ các bình luận này như sau. Nhiều bình luận nhận thấy sự giống nhau giữa ẩm thực miền Bắc Việt Nam và các tỉnh giáp danh như Quảng Tây, Quảng Đông. Điều này cho thấy rằng họ cảm nhận được một mối quan hệ văn hóa chung từ lịch sử giữa các khu vực này. Có những ý kiến bất ngờ về sự giàu có và sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Một số người tỏ ra ngạc nhiên với mức độ phong phú và đa dạng của các món ăn trong tiệc cưới ở Việt Nam, điều mà họ cho là một biểu hiện của sự thịnh vượng ngày càng tăng. Cư dân mạng Trung Quốc rất quan tâm đến sự khác biệt và phong phú trong ẩm thực Việt Nam. Họ cho rằng ẩm thực Việt có nhiều nét tương đồng với Trung Quốc, nhưng vẫn mang một phong vị riêng, làm cho trải nghiệm ẩm thực ở Việt Nam trở nên thú vị và đáng nhớ. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ về sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Điều này thể hiện qua nhận xét về mức sống và nền kinh tế đang dần vượt qua một số tỉnh thành của Trung Quốc như Vân Nam, Quý Châu. Một số bình luận đề cập đến sự phân chia phong cách ẩm thực giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, cho thấy họ nhận thức được sự đa dạng trong văn hóa và địa lý của Việt Nam. Tóm lại, cư dân mạng Trung Quốc có cái nhìn tích cực và khá cởi mở đối với Việt Nam, coi Việt Nam là một nước đang phát triển mạnh mẽ và có nhiều nét văn hóa gần gũi, nhưng cũng độc đáo. Điều này phản ánh sự ngưỡng mộ, cũng như sự tò mò về sự phát triển và văn hóa của Việt Nam trong mắt người Trung Quốc.